Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo cùng tất cả quý mạnh thường quân và quý nhà hảo tâm kính mến. Thì thưa quý vị, hôm nay Lo Nguyễn sẽ đại diện cho quý nhà hảo tâm để nhờ tất cả quý anh em thiện nguyện trong làng quê xã Long Khánh để thực hiện cái phần là mua 7 tấn bắp để chuyển lên Sài Gòn và Bình Dương cho bà con mình. Đang gặp cái hoàn cảnh khó khăn vì dịch bệnh, mọi người đang bị cách ly, rất là khó khăn về vấn đề cuộc sống cũng như là những cái nhu yếu phẩm. Và nhân đây thì Lo Nguyễn cũng muốn giải cứu cho tất cả những nhà nông, tất cả vào cái mùa dịch này thì mọi người đã trồng được những cái thành quả cũng như rau củ nhưng mà không có bán được cái gì. Cho nên là chúng tôi sẽ giải cứu tiếp cho nhà nông. Và đồng thời cũng nhờ tất cả quý anh em thiện nguyện tiếp tay với chúng tôi để đi bẻ bắp và vận chuyển đến những cái bến để rồi cho xe tải đến để mà chuyển về Bình Dương cũng như là Sài Gòn. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tất cả cái sự cộng tác của quý anh em thiện nguyện cũng như quý chú, quý cô và tất cả quý mạnh thường quân cũng như quý nhà hảo tâm đã cùng tiếp sức với chúng tôi để chúng tôi có được cái nhịp cầu nói, làm được cái công việc để mà giúp đỡ đến cho mọi người. Một lần nữa thì mời mọi người cùng xem với chúng tôi là anh em đang bẻ bắp nha. Và đây là hình ảnh bà con mình đang bẻ bắp nha quý vị. Hôm nay thì Lo Nguyễn sẽ mua 7 công bắp cộng thêm 2 tấn rau củ quả để hỗ trợ cho bà con mình ở Sài Gòn và Bình Dương. Một chuyến xe về Sài Gòn rồi một chuyến xe về Bình Dương. Rồi chào hết tất cả anh em mình nghe. Hôm nay bẻ bắp vui quá bà con ơi. Đúng là Việt Nam của chúng ta có câu là bầu ơi thương lấy bí cùng ha. Tuy là khác giống nhưng chung một vàng, tất cả mọi người đều phải thương yêu lẫn nhau. Trong khi đó thì Sài Gòn, Bình Dương cũng như tất cả mọi nơi đang bị lâm vào dịch bệnh, mọi người đang giãn cách xã hội. Thì ở những cái vùng quê, bà con mình cũng hết sức là tích cực để mà tham gia những cái công tác thiện nguyện. Và ngay trong cái thời điểm này thì mọi người rất vui là vì mình có thể tặng cho bà con mình bằng những trái bắp và những củ khoai hay là những bó cải. Do vậy mà mọi người hăng hái để mà tích cực cùng nhau. Điều này Lo Nguyễn hết sức là cảm động. Và những trái bắp này sẽ đem lại cái sự niềm vui cũng như là những cái món ăn cho tất cả quý bà con ngay trong thời điểm này thì rất là quý nha quý vị. Quý vị mình thấy là đây là bắp nếp. Hôm nay thì chúng tôi sẽ bẻ khoảng 7 công, nghe nói đâu là anh em cho biết khoảng hơn 7 tấn. Thì mình thấy tất cả quý cô chú anh chị em hết sức là tích cực để mà tham gia cái chương trình đi bẻ bắp cũng như là thu gom rau củ quả để giúp đỡ cho bà con mình ở Sài Gòn cũng như ở Bình Dương. Đi bẻ bắp cực lắm quý vị ơi. Từ ở đám bắp mà đi vào cái đường lộ đó cũng khoảng mất gần nửa cây hoặc một cây số mới chuyển lên được trên đường lộ xe. Sự vất vả của tất cả quý nhà nông cũng như là quý anh em tình nguyện cũng vô cùng là khó khăn cũng như là hy sinh. Cực lắm quý vị ơi, anh em hết sức là đồng lòng mới có thể làm được việc này.
Và ngay trong cái thời điểm giãn cách xã hội này thì rất là khó khăn, xe di chuyển để mà chở rau củ quả cũng rất là khó di chuyển. Từ đây mà chúng tôi phải thu mua ở nhà vườn, xong rồi phải cho xe chuyển xuống phà, phà mới chạy khoảng 10 cây số mới đến một cái bể, cái bến để mà cập vào đó để mà lên xe tải. Do vậy là không có anh em đông sẽ không làm được việc này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý nhà hảo tâm cũng như quý mạnh thường quân đã cùng đồng hành với Lo Nguyễn để đóng góp giúp đỡ cho tất cả bà con đang gặp khó khăn ở thành phố cũng như là Bình Dương. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý anh em thiện nguyện đã đóng góp công sức, hy sinh để giúp đỡ cho bà con mình có được trái bắp củ khoai cũng như là những bó cải. Đây là một món quà hết sức ý nghĩa, và ngay trong cái thời điểm này thì tất cả mọi thứ đều là những đồ quý giá. Mặc dù trước đó nó là một thứ bình thường, nhưng bây giờ nó đã trở thành một cái đồ rất là ý nghĩa nha quý vị, rất là quý giá luôn. Rồi đây là hình ảnh mấy anh em đang vui trong cái công việc thiện nguyện nha quý vị. Cảm thấy rất là vui vì hôm nay mình được cống hiến một chút gì đó về công sức để mà giúp đỡ cho bà con đang gặp khó khăn tại Bình Dương cũng như Sài Gòn. Rồi mấy cô mình bẻ rồi hồi cái mình gom. Đây là hình ảnh tất cả quý cô, quý chú, quý anh em đang bẻ bắp để thu gom lên xe chuyển lên Sài Gòn và Bình Dương tặng cho bà con mình nha. Nếu có công việc này làm lâu dài, quý cô, quý anh em mình có dám hy sinh không ạ? Vậy à? Vậy là lúc nào bà hai cũng xưng phong phải không? Vậy là chiến sĩ xưng phong nè nghe quý vị. Mấy cô này là toàn là đăng ký lâu dài không đó. Dạ. Cảm ơn tất cả quý cô. Những hình ảnh này thì chắc có lẽ bà con ở trên Bình Dương cũng như Sài Gòn mà thấy được chắc cũng rất là cảm động, là vì mọi người luôn tích cực để hy sinh cái sự cực khổ để mà giúp đỡ cho bà con mình có những cái món quà, mặc dù nó không có đáng, nhưng mà giữa lúc mùa dịch này thì đây là một cái món quà yêu thương mà mọi người dành để mà trao tặng cho nhau. Bà con mình có nhớ cái câu mà một nắm khi đói bằng một gói khi no không ạ? Lúc này mặc dù một trái bắp, một củ khoai hay là một bó cải nó không là bao nhiêu, nhưng đó là cả tấm lòng của những người con Việt Nam luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau, cho nên không có ngại cái sự khó khăn cực khổ. Do vậy mà Lo Nguyễn cũng rất là cảm động và lúc nào cũng thấy được cái chuyện làm của anh em vô cùng ý nghĩa. Lo Nguyễn xin được đại diện cho quý nhà hảo tâm cùng quý mạnh thường quân để trao tặng một tấn rau củ quả
cho tất cả quý bà con đang gặp khó khăn về vấn đề cách ly, giãn cách xã hội. Và hôm nay một tấn rau củ quả gồm có bắp, hủ qua, dưa leo, bầu, cà là chúng tôi sẽ gửi tặng cho bà con ở ấp Kháng Chiến 1, xã Tăng Công Chí, Hồng Ngự, Đồng Tháp. Và còn lại 300 suất ăn cũng như là bánh lọt xinh xáo cùng với 400 suất uống chúng tôi sẽ gửi cho huyện Hồng Ngự. Hiện nay thì có một số bà con đang bị cách ly cũng như F1, F0 ở trên đó. Và một lần nữa thì chúng tôi xin được đại diện cho tất cả quý bà con đang gặp khó khăn, xin thành kính tri ân tấm lòng vàng của quý nhà hảo tâm cũng như quý mạnh thường quân đã chung tay ủng hộ cho Lo Nguyễn để chúng tôi có được cái điều kiện mà giúp đỡ cho bà con mình. Giờ đây thì chúng tôi sẽ nhờ xe tải để chuyển rau củ quả lên để chuẩn bị bước sang bên thành phố Hồng Ngự để mà truyền cho bà con ở trong đó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và mời tất cả quý vị cùng đồng hành để lên rau củ quả. Đây tất cả những rau củ quả đây. Bí đao, cà tím, bí đao, bầu, củ qua, đậu bắp. Lấy chẳng 70 cũng được nữa. Dạ. Rồi đây là anh em đang di chuyển bắp và rau củ quả lên xe tải. Thì kính thưa quý vị, để có được những cái nhu yếu phẩm cho bà con đang ở vùng cách ly phong tỏa thì anh em thiện nguyện phải tích cực để đi thu gom. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ đại diện cho quý nhà hảo tâm để mua ở nhà vườn thu gom về. Nhưng mà bên cạnh đó thì phải có cái sự phát tâm của anh em thiện nguyện mới có thể làm được. Bởi vì nếu mà chúng tôi mua được mà không có xe để mà vận chuyển, anh em không có phụ tiếp thì không biết làm sao những cái loại nhu yếu phẩm này sẽ đến được với tất cả bà con. Do vậy hôm nay thì chúng tôi cũng hết sức cảm ơn những tấm lòng thiện nguyện của anh em đã hy sinh cái công sức cũng như vào cái mùa dịch này, bất chấp tất cả để đổi lấy những cái phần rau củ quả cho bà con mình. Do vậy thì chúng tôi cũng không thể quên được cái ơn của tất cả anh em đã cùng đồng hành với chúng tôi cũng như là giúp sức cho bà con mình có được những nhu yếu phẩm cần thiết để xài hàng ngày. Bởi vì hiện nay thì các nơi đều bị phong tỏa cho nên là vấn đề mà đi chợ mua rau củ cũng rất là khó khăn. Như vậy là phải nhờ tất cả những anh em thiện nguyện đi thu mua, gửi gắm cho bà con mình. Và hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi về cho bà con ở đây là xã Tăng Công Chí đó quý vị, Hồng Ngự, Đồng Tháp, để giúp cho bà con trong đó có được một tấn rau củ quả, khoảng 300 kg bắp và 700 kg bầu, bí, cà, mướp, dưa leo, củ qua. Tất cả những loại này là mua không nha quý vị. Ấp Kháng Chiến 1, xã Tăng Công Chí, giáp ranh với Bình Thạnh, Hồng Ngự. Rồi sau khi lên hàng hóa rau củ quả xong thì anh em chuẩn bị di chuyển chiếc xe xuống thành phố Hồng Ngự để chuyển qua đò giao cho bà con. Bởi vì mình biết là thời điểm này mấy anh em không thể nào đi qua thành phố Hồng Ngự được mà chỉ xuống bến đò rồi vận chuyển những cái nhu yếu phẩm này xuống đò rồi bên kia sẽ đón nhận và chắc lên xe, chứ anh em bên đây không được quyền qua bên kia quý vị. Như vậy là mỗi khi mà di chuyển là rất là khó khăn. Kính thưa quý nhà hảo tâm cùng quý mạnh thường quân kính mến, Lo Nguyễn tiếp tục
đồng hành cũng như là đại diện cho gia đình của nhóm thiện nguyện anh Lê Thi đến từ Sài Gòn, để nhờ tất cả anh em thiện nguyện chuyên chở một xe tải củ quả và bắp, số lượng là hơn 4 tấn quý vị, khoảng 4 tấn rưỡi có trên, để cho bà con ở trên Sài Gòn đang gặp khó khăn, đang bị cách ly. Và cái phần bắp, dưa leo, củ qua cùng với cà tím và bầu, tổng cộng là hơn 4 tấn. Chúng tôi sẽ đại diện cho nhóm thiện nguyện của anh Lê Thi đến từ Sài Gòn hỗ trợ cho bà con. Vậy một lần nữa thì chúng tôi cũng xin thành kính tri ân tất cả quý nhà hảo tâm cũng như quý mạnh thường quân. Nhất là cảm ơn tất cả quý anh em thiện nguyện đã cùng với chúng tôi tích cực để mà vận chuyển những cái rau củ quả đến cho bà con đang gặp khó khăn. Và chúng tôi cũng luôn luôn cầu nguyện cho tất cả mọi người sớm được bình yên, và chúng ta sẽ cố gắng niệm Phật để mà cầu nguyện chung cho đất nước Việt Nam cũng như thế giới sớm được vượt qua cơn đại dịch. Và lời sau cùng là cầu chúc cho quý vị luôn giữ gìn sức khỏe và cố lên, để chúng ta chờ đợi thời gian nữa để đón một cái ngày vui mừng mà đất nước Việt Nam của chúng ta qua khỏi dịch bệnh. Và giờ đây thì mọi anh em đang chuyển hàng hóa lên trên xe tải, thì kính mời quý vị cùng xem và đồng hành với chúng tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để có được những nhu yếu phẩm cũng như bắp, củ quả mà chúng tôi chuyển đến cho bà con ở Sài Gòn thì phải nhờ đến nhóm thiện nguyện của anh em luôn luôn lúc nào cũng tích cực, để rồi bẻ bắp, mua những cái củ quả ở nhà vườn, di chuyển từ ở làng Long Khánh mà qua bên cái xứ Phú Thuận A đó quý vị, tức là cách nhau khoảng mười mấy cây số thì chúng ta mới được lên hàng hóa. Và giờ đây thì giờ đây là khoảng gần 4 giờ chiều mà anh em đang tích cực để chuyển hàng lên xe. Chuyến này có dừa tươi nữa nghe quý vị. Để có những mặt hàng ủng hộ cũng như là trao tặng cho bà con mình ở Sài Gòn thì chúng tôi cũng không quên cái công ơn của tất cả quý anh em thiện nguyện đã cùng tiếp sức với chúng tôi để thực hiện những cái phần quà yêu thương trao tặng đến cho bà con mình. Quý vị ơi, vào cái mùa dịch này thì chúng ta mới thấy được cái tình người càng ngày càng xích lại gần nhau, và mọi người không thể nào ngồi yên để mà nhìn thấy cái cảnh bà con đang khó khăn ở những cái nơi mà bị cách ly cũng như là bị giãn cách xã hội. Và giờ đây thì anh em đã xông pha ra để hy sinh, không có ngại và sợ vấn đề dịch bệnh, bởi vì Đức Thầy cho biết làm nhân ái ắt tiêu bệnh tật. Do vậy mà anh em tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn hy vọng là mình làm những cái việc thiện nguyện mang lại cái ý nghĩa đẹp cho mọi người, thì bà con luôn luôn lúc nào cũng hy sinh, không có ngại cái sự khó khăn gì cả. Phải nói là khi chúng tôi cùng đồng hành với anh em mới thấy được cái sự cực khổ của anh em, khi mà đến nhà vườn mua xong rồi á mà phải thu gom và phải di chuyển từ ở nhà vườn xuống một cái bãi phà rồi lên phà xong rồi phải chạy khoảng hơn 10 cây số mới đến được cái nơi mà lên xe tải. Phải nói là công sức của anh em rất là tích cực mới có thể gom góp được những trái dưa leo hay là những trái bắp hay là những trái hũ hoa để trao tặng cho bà con mình. Cho nên chúng tôi luôn luôn lúc nào cũng muốn tất cả bà con đặt một cái niềm tin và một hy vọng là một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt qua kiếp nạn dịch bệnh này để mọi người luôn được sống khỏe và bình an.
Điều đó là lo nguyện luôn luôn, lúc nào cũng cầu nguyện hàng đêm cho tất cả quý vị. Và cũng mong là tất cả quý vị nào khi nhận được những cái phần quà yêu thương của quý anh em cũng như là quý nhà hảo tâm trao tặng thì chúng ta cũng ráng trân trọng và cũng ráng niệm Phật để cầu nguyện là cho mọi người luôn được bình yên nha quý vị. Và giờ đây thì thấy được cái công sức của anh em rất là cực khổ, chúng tôi hết sức là thương. Thì đây thì tất cả anh em đang chuyển rau củ quả lên xe tải để rồi tối nay đi thẳng về Sài Gòn hỗ trợ cho bà con đang bị phong tỏa, đang bị cách ly. Và đây là những cái phần củ hoa, dưa leo. Quý vị ơi, anh em thiện nguyện rất là cực khi hy sinh để mà tham gia vấn đề di chuyển hàng hóa cho bà con mình đang gặp khó khăn. Do vậy mà khi quý vị mình nhận được những trái bắp hay là khổ qua dưa leo, chúng ta phải ráng trân trọng cái tình thương của mọi người trao gửi nha quý vị, rất là cực khổ luôn. Đây là tấm lòng của tất cả mọi người, trẻ con người của bước đồng chia đôi.